A. Trường Trung học Cơ sở Phù Hùng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xác nhận vào ngày 22 tháng 3 tại nhà trường đã xảy ra một sự việc đáng tiếc khi có một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 đã tham gia đánh một bạn nữ lớp 9A ngay tại lớp học, làm em này phải nhập viện điều trị. Nhóm nữ sinh đã lột quần áo và liên tiếp đấm đá vào vùng mặt nữ sinh. Điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay trên lớp học và kéo dài trong thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn của lớp và ngay cả giáo viên. Thầy Nguyễn Mạnh Phong, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Phù Hùng cho biết, nạn nhân là một học sinh hiền lành, ít nói và chậm chạp. Lúc này sao mà lòn hết trơn, mấy đứa học sinh đấy bây giờ mới có lớp 9 hà. Mà cái này cái trường là có Hưng Yên mà 5 người mà nó đánh một người nó lột quần tới đấy lột tới thấy cái quần nhỏ màu đỏ mà đứa đó mới học sinh mới lớn mà lớp 9 bây giờ tôi cảm thấy bây giờ cái xã hội này mấy đứa học sinh bây giờ mới lớn rồi mà giờ thành tinh đó rồi. Nếu mà dùng những lời lẽ thô bỉ chửi những đứa này thì chẳng qua là cũng như mình làm xúc phạm hết vào cái mầm non của xã hội. Mà nói chung về các vấn đề mà bây giờ học sinh bây giờ mới lớn rồi cái thời đại công nghệ phát triển thì điện thoại ai cũng có mà ai cũng sử dụng internet và điện thoại, mình thử sanh ra những đứa này đứa kia này rồi xem những cái hình ảnh mà có lứa tuổi chưa phải là xem mà đã xem rồi. Và đôi lúc thì mạng bây giờ thì cái đứa học sinh ở Hưng Yên này, một em mà bị đánh tới mức độ mà tụt quần tụt áo, lột quần lột áo, cảm thấy rất là đau đớn cho thế hệ mầm trẻ tương lai. Và nhất định là những cái clip mà khi tung lên mạng rồi các bạn cũng biết là nó lan tràn như virus vậy đó. Mà cái đứa học sinh nó nghiêng này quánh được cái lột quần lột áo mà thật sự năm đứa mày mà tao biết tụi mày hung giang hồ tới cỡ nào mà tụi mày mới có học lớp 9 mà tụi mày làm giọng bà cú nội. Rồi lớn trưởng tuổi rồi mai mốt năm đứa mày bị tao nói người nào mày hung thì có người hung hơn mà năm đứa mày mà tao mới mốt gặp mà đầu gấu rồi nó quánh lại thì lúc đó đừng lại khóc mẹ khóc cha. Đánh tập thể mà đoàn kết năm đứa đánh con tao tới lột quần lột áo ai mà coi ra cái gì. Rồi tụi mày ra mới có từng tuổi mới có lớp 9 mà tụi mày quánh người ta lột quần lột áo rồi tụi mày vô độ tuổi mà mãn thanh niên 20 tuổi 30 tuổi thì tụi mày chắc giết người quá. Cho nên là ý mà clip mà tung lên là năm đứa mày nhất định là năm đứa mày sẽ bị xử. Năm đứa mày sẽ bị công an mời và triệu tập và đi làm việc. Mới cái mầm mống của tương lai mới có lớp 9 cấp 2 chưa qua cấp 3 mà làm giọng bậc phú nội sân si rồi mấy đứa mày bỏ cái tật đó nha. Gặp mà quánh em tao là tụi mày no rồi đó. Em tao là nãy giờ tụi mày no rồi đó, tụi mày mới có học sinh gì mà lớp 9 mà hung hăng. Sao mày không coi ngày xưa tụi nó quánh nhau á nhá, nhí Tino nó đến tập thể làm giọng đại ca rồi đó, tao thấy trời ơi vô dụng mày cũng như là mày nhà trẻ cải tạo đó, chưa tuổi thành niên đó. Tụi mày cố gắng mà bất dạy cho cố vô rồi đi ăn hiếp người ta hiền muốn chết, quánh người ta lột quần người ta khóc tới than, người ta khóc nè. Nó đánh người ta khóc. Các học sinh khác thì cho biết đây không phải là lần đầu nạn nhân bị tai nạn. Đó đâu phải lần đầu đâu mà đánh con ta nhiều. Tụi mày hung hăng mấy con nhỏ Hưng Yên, các bạn Hưng Yên chia sẻ giùm tôi cái clip này. Tụi mày hung hăng thành cọp, mai mốt đây tụi mày bị người ta quánh lợi lại người ta nha. Rồi ba mẹ người ta làm đơn thưa tụi mày đừng nói tao học, tao bị tao nói không có khẩu nghiệp. Vì tụi mày không mà tao khẩu nghiệp để tao chửi mấy đứa học sinh mà như tụi mày là con nít quỷ chứ không phải mà con nít mà con người bình thường nữa nha. Quánh người ta cũng quánh vừa phải giận quá thì nói bạn làm gì tôi cũng thích thì mình dằn xếp bằng lời nói đi. Tụi mày háo thắng dùng gian vũ lực làm gì, ngày xưa người ta dùng vũ lực á để giành phần phải, còn bây giờ dùng lời nói đưa nhau về miền cực lạc rồi ha. Mấy đứa mày ăn chưa non lo chưa tới thì lo ăn học cho đàng hoàng lại nha. Một lần này nha, lần sau nha là tao chửi đụng chạm tới gái mẹ tụi mày thì đừng nói sao tao mất dạy vậy mày ha. Mấy nhỏ mất mấy con quỷ năm đứa học sinh nó Hưng Yên đó, mấy con nhỏ mất dạy nó coi chừng tao mày á khổ mày hết á.